Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị tới với kênh YouTube của Thế Uống Nước. Ngày hôm nay em Hùng sẽ review với các anh chị một cái sản phẩm mà máy ion kiềm mới nhất, cao cấp nhất trong kệ hàng của Thế Uống Nước các anh chị nhé. Đó chính là máy ion kiềm Bantech BTM507. Đấy, vậy thì vì sao BTM507 lại là cái model mà cao cấp nhất thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu anh chị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái ngoại hình bên ngoài của máy với cái gam màu chủ đạo, đó là màu xám, rất là sang trọng, rất là đẳng cấp. Mặt trước là màu xám phai xước, đúng không ạ? Và trên phần mặt trước này các anh chị thấy đấy, sẽ có các cái nút bấm cảm ứng để chúng ta có thể lấy được mức nước pH khác nhau, đúng không ạ? Chúng sẽ có 5 cái mức nước kiềm từ 7.5 tới 10, đúng không ạ? Chúng sẽ có một cái mức nước trung tính là mức purify là pH bằng 7. Đấy, và có hai mức nước acid là mức 3.5 và mức 5.5. Rất là thuận lợi, thuận tiện cho các anh chị trong rất nhiều cái nhu cầu hàng ngày anh chị nhá, đúng không ạ? Và trên đây nó có một cái màn hình hiển thị. Đấy, thì ta cái màn hình hiển thị này thì sẽ hiển thị các cái thông số, ví dụ như là cái độ pH, cái mức nước mà anh chị đang lựa chọn, và các cái số đếm khi anh chị sử dụng. Đấy, để mình để đưa ra được cái thông báo khi mà chúng ta sử dụng mà đến cái thời gian thay lõi ấy, thì cái phần số đếm trên đây nó sẽ hiển thị là 3 số 9, là chúng ta cần phải thay lõi anh chị nhá. Phần phía dưới thì nó có một cái núm xoay như thế này. Thì khi anh chị muốn lấy nước ấy, thì anh chị chỉ cần gì ạ? Xoáy cái núm xoay này, đúng không ạ? Là chúng ta có thể lấy được nước, đúng không ạ? Và ở bên trên này nó sẽ có một cái vòi anh chị nhé. Với tất cả các cái sản phẩm máy ion kiềm thì chúng ta đều luôn luôn sẽ có hai vòi anh chị nhé. Hai vòi là vòi chính và vòi thứ cấp. Khi vòi chính chúng ta lấy nước kiềm thì vòi thứ cấp sẽ là nước acid. Còn nếu như vòi chính chúng ta lấy mức nước acid, vòi thứ cấp nó sẽ là mức nước kiềm anh chị ạ. Thì đây là cái vòi chính đấy ạ. Đấy, chất liệu là bằng inox 304. Đấy, an toàn vệ sinh thực phẩm và mình có thể dễ dàng mình xoay được các cái hướng khác nhau. Và đây là mặt sau của máy BTM507. Ở đây chúng ta thấy sẽ có hai cái núm treo này. Đấy, để anh chị có thể gì ạ? Anh chị có thể treo cái máy pi này lên trên tường, hoặc anh chị có thể để máy pi ở dưới các cái kệ bếp, kệ tủ. Tiếp theo đây là những cái tem về thông tin sản phẩm. Đấy, thì phần tem mà có cái dấu đỏ như này, đây chính là cái tem mà của hãng kiểm định cái chất lượng sản phẩm trước khi mà xuất xưởng. Đấy. Tiếp theo đây là cái vị trí để các anh chị có thể chỉnh cái âm lượng của các cái thông báo khi các anh chị sử dụng cái máy pi BTM507 này anh chị nhé. Ở hai bên thân máy này là vị trí đặt hai lõi lọc anh chị nhé. Cái model BTM507 được trang bị tới hai lõi lọc anh chị ạ. Với tổng nó là 15 tầng lọc, giúp cho khả năng lọc nước được tốt nhất. Và đặc biệt trong cái lõi lọc của máy pi BTM507 hoặc là các cái máy pi của Bantech nói chung ấy, thì đều được trang bị màng lọc sợi rỗng các anh chị ạ. Và cái với cái việc mà lõi lọc mà được trang bị màng lọc sợi rỗng như vậy sẽ giúp cho nguồn nước khi mà qua lõi lọc ấy, thì nó sẽ đạt được tiêu chuẩn đúng được. Và nó rất phù hợp với cái điều kiện nguồn nước ở Việt Nam nó chưa được tốt, đúng không anh chị? Và vật liệu mà tạo ra hai lõi lọc này thì đều được nhập khẩu từ những nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới. Ví dụ bộ phận than trong các lõi lọc này là than nhập từ tập đoàn Kuraray của Nhật Bản, là cái hãng than hàng đầu trên thế giới. Đó. Rồi thì màng lọc sợi rỗng là của Hàn Quốc này. Đó, cái phần đá khoáng là cũng từ Hàn Quốc. Hay như lớp bông, nó lớp bông là nhập từ tập đoàn GE của Mỹ, là tập đoàn vô cùng nổi tiếng hàng đầu trên thế giới về sản xuất các loại bông anh chị nhá. Đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái lõi lọc của máy BTM507 này sẽ được gắn con chip thông minh các anh chị ạ. Thì cái chip thông minh này sẽ giúp trong quá trình các anh chị sử dụng ấy, thì chip thông minh nó sẽ kiểm đếm chất lượng và lưu lượng dòng nước các anh chị sử dụng, và từ đó đưa ra cái cảnh báo thay lõi trên màn hình các anh chị nhé. Khi nào mà chúng ta thấy hiển thị 3 số 9 tương đương với khoảng tầm 4.000 lít nước sử dụng, chúng ta sẽ cần phải thay lõi các anh chị ạ. Và ngoài ra thì con chip thông minh này, cái chip thông minh được gắn vào lõi lọc này sẽ giúp cho chúng ta gì ạ? Nếu như mà thay cái lõi này mà bị thay bởi lõi giả hoặc lõi đã qua sử dụng ấy, thì máy sẽ không nhận các anh chị nhé, để đảm bảo cho chúng ta gì ạ? Cái sự an toàn và bảo vệ cho cái người sử dụng, tránh được cái tình trạng lõi giả, lõi nhái anh chị nhé. Trái tim của một máy ion kiềm nó chính là bộ phận bản cực. Thì với model 507 này được trang bị tới 9 bản cực các anh chị ạ. 9 bản cực làm bởi titanium phủ platinum, là những vật liệu vô cùng cao cấp. Đấy, trong quá trình sử dụng nó không bị cái nguy cơ thôi kim loại nặng ra nguồn nước. Và với 9 bản cực là số bản cực nhiều nhất trong tất cả các cái model của Bantech, thì sẽ giúp cho cái hiệu suất điện giải được mạnh mẽ nhất, đó, giúp cho các chị có một cái nguồn nước gì ạ, các cái chỉ số kiềm, chỉ số hydrogen
nó luôn là ổn định và là cao nhất các anh chị ạ. Với bất kỳ một máy ion kiềm nào thì cái công nghệ sục rửa bản cực là một bộ phận vô cùng quan trọng. Thì với model BTM507 này được sử dụng cái công nghệ sục rửa bằng sóng âm đa chiều liên tục các anh chị ạ. Và với cái công nghệ sục rửa sóng âm đa chiều liên tục như này thì bản cực luôn luôn được làm sạch. Đấy, và trong quá trình các anh chị sử dụng lấy nước ấy thì máy sẽ không cần phải dừng trong quá trình sử dụng. Và kể cả trong quá trình mà các anh chị dùng 10, 15, 20 năm, thậm chí 30 năm chăng nữa thì chúng ta cũng không cần phải hoạt động vệ sinh bản cực lớn một lần nào. Thì đây cũng là một ưu điểm vượt trội của sản phẩm máy BTM507. Đấy. Và cái công nghệ sục rửa bằng sóng âm đa chiều của Bantech nó đang là cái công nghệ sục rửa tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Đó. Và công nghệ sục rửa này là có ưu điểm là không cần phải sử dụng axit trong quá trình sục rửa anh chị nhá. Đúng không ạ? Sẽ đảm bảo cho nguồn nước chúng ta, đảm bảo cho cái máy của chúng ta rất là an toàn. Một điều đặc biệt là Bantech là cái thương hiệu hàng đầu trên thế giới về máy ion kiềm các anh chị ạ. Và cái thương hiệu duy nhất trên thế giới được FDA Hoa Kỳ là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận là thiết bị y tế gia đình loại 1. Thì đây là một cái chứng chỉ vô cùng danh giá cho các cái sản phẩm máy ion kiềm của Bantech các anh chị nhé. Và đó cũng là một cái bảo chứng cho cái chất lượng sản phẩm rất là cao và đã được kiểm chứng bởi một tổ chức vô cùng uy tín các anh chị ạ. Trong video vừa rồi em Hùng đã review với các anh chị về cái sản phẩm BTM507. Đó là cái sản phẩm mà cao cấp nhất của Bantech ở thị trường Việt Nam. Và hy vọng rằng là những cái review vừa rồi sẽ giúp cho các anh chị có thêm được những cái sự hiểu biết trong quá trình các anh chị tìm hiểu, tìm mua các cái sản phẩm máy ion kiềm anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.